này á, thì nó chỉ có một khối rưỡi thôi. À, đây là hôm nay là cái đoàn từ thiện của mình đi xuống tới đây. Ủa, xã gì ta? Cảm ơn anh Thủy. À, Định Thủy. Để đi cung cấp nước sạch cho bà con ở ở cái vùng không có nước ngọt xài ha. Để quay. À, bây giờ cái nào bơm vô bồn được thì mình bơm vô đi, cái túi nó bị xì. Rồi rồi, xe nào mà lấy rước được nhiều thì mấy anh chị cứ lại đằng kia đi, đặng cho xe nó bơm. Rồi bây giờ tới. Rồi bây giờ cô dẫn chiếc xe này đi giùm con đi. Không, còn nếu mà bây giờ cái điều kiện mà chiếc xe nào mà xe lớn mình đi vô được thì mình cho đi luôn. Bây giờ có chiếc xe 2 tấn rưỡi là đi được không? Quá trời nắng. Rồi có gì chị điều xe em nha chị, điều cho lấy nước, nếu mà còn kịp thì tụi em còn xuống được nữa. Ủa anh Huy ơi, Huy chiếc xe mình mở cái đây mình lấy như nước như bữa hổm được không? Được, rồi nếu bây giờ bà con nào có can thì lại đây xe này lấy vẫn được. Đi đâu? Rồi đúng rồi, cô cứ ấy đi rồi có người ấy. Ủa hai cô nhà mình đó vậy? Đây giờ xuống đây nhờ có đội cảnh sát của Định Thủy để hỗ trợ cho bà con để chỉ cho mình lấy nước. Ủa hai cái thằng lính kia đâu ta? Là đi theo chị phải không? Là qua bên kia chút, qua cái đường tổ chút xíu nó có cái đường ngã ba nữa. Dì theo chị này. Đây mình. Dì anh Dì, anh Dì. Không có. Anh Dì. Đưa cái đầu nói ơi. Đây nè, bây giờ băng mình còn hai anh em nữa đâu, lại bơm nước trực tiếp cho đây cho anh ta nè. Lấy cho cái 42 giảm 34 thôi. Thôi vậy, sao xì nước đâu dữ vậy? Đọc á. Rồi cô đem bình lại đây đi. Đem mình lại đây đi con. Để xe luôn. Đây nè anh sao cho xe này đi. Để bình ở đây đang em đứng em làm được nè. Rồi. Ủa anh Huy ơi. Ủa sao mà đi lại rút cho em cái ống này coi. Không có cô, tự vì cái này trên xe. Anh cái sao mình không làm như không gọi anh Quý. Để em tháo cái ra. Rồi ok. Giờ là bây giờ xả làm sao phải không? Bây giờ bà con có bình thì cứ sắp xếp bình ở đây đi ha. Rồi một lát nữa sẽ có người ấy. Còn bây giờ chiếc xe này thì mình bơm vô đây. Ở đây dẫn cho. Hai em mình qua đây đi. Quy mở làm như hổm là hai ống luôn anh Quy. À đúng rồi. Cái này thì bà con mình ai đến trước thì mình cho lấy trước ha, rồi nó có thứ tự đi. Tại vì tụi con từ trên lách chạy xuống quá trễ, với bữa nay là lý do cái là bị cúp điện ra, tụi con phải bơm bằng máy, nó bị lâu. Kệ rồi. Hả? Ủa mình đâu có dán keo đâu anh Quy. Để bây giờ dán keo hết rồi hả? Chết màu không? À, phan. Ủa sao cái này khóa? Chết rồi, phải rồi, bữa hổm mình còn nằm bên chiếc xe kia nữa. Rồi. Lại sao lấy dây quấn lại đó? Dây ấy anh sao ta? Không, bữa đó là mình làm tới 3 quan luôn á. Không phải anh, tại vì anh biết sao là mình bơm lên rồi cái đầu nước đó nó còn nằm ở trên cái thùng xe á. Vừa đó. 34
Ở chết mồ rồi, hồi nãy bên chiếc xe anh Duyên ống nhiều lắm mà anh Duyên. Không phải anh, tại vì mình bơm lên á, mình bơm lên này nó nằm ở trên cái thùng xe á. Nó bị ọc ra. Nặng quá. Ra không, còn không ra thì có điện mình kéo motor luôn. Dạ, bên đây còn đỡ đó cưng, còn canh bự á, bên Thành An á có nhiều hả người sách được cái bồn 5 lít như vậy cũng đỡ á, lấy cái keo 5 lít luôn á. Bữa đó là làm bên đó hả, là về tới nhà là anh em muốn xỉu hết luôn. Không có thì bẻ coi cái ống lại. Nắng quá trời, phải đây được cái dù im ha. Ủa anh Thạch, hôm qua sao bên chỗ chị Minh với anh Tuyến với buổi tối em điện lại không được. Nếu mà được là bữa nay em đi hai bên đó á. À, mà điện không liên lạc. Cưng bẻ ống lại đúng rồi. Lấy cọng dây nịt luôn, lấy cọng dây nịt lại, chừng nào bà con có lấy thì lấy. Ở đây chưa? Nhỏng hả? Tính đâu mấy anh thục xe lợi, xích tay dặn cho bơm cho mau đầy xe anh luôn. Đây, nếu mà ai lấy nước thùng thì qua đây dùm. Cũng không sao. Đây, thân đem thùng cho. Lấy cái can kia cho. Đây để sát cho đây luôn. Đúng rồi, mình lấy đây phải mang bẻ ở chiều rồi, bẻ con không có lại. Ba cái dây này đâu hết rồi, không có. Bữa đó mình im lắm, bữa đó mình làm nó có cái đồ phá là im luôn. Thì bả vậy không. Rồi đâu bây giờ cái của con này, cái nắp đâu? Hồi nãy không cái nắp hả? Mẹ nắp rồi. Trời ơi, khổ quá. Ở đó xe lớn vô được anh. Rồi nếu nó ấy phá. Rồi bây giờ cộng lại đi cộng. Tại vì bây giờ em còn một chiếc xe 5 tấn nữa, 5 tấn chở 8 khối nữa. Mà tự lắp ống mới, lắp ống xong rồi không kỹ nó bị gãy ống. Giờ còn ở
dùng keo dưới dùng keo tí, đang sửa chữa cho anh cái. Đây là nguyên cái đoàn xe của anh em mình, nó lách xuống là được 5 chiếc nha các bạn. Không có thì mình mượn bên kia luôn đi, hỗ trợ cho anh em cho nó nhanh tí. Ghét qua cô, ghét qua để xe này con đi là cô không có lấy được. Dạ. Ôi cái này mình chỉ cung cấp nước là mình xài cho nó có ý nghĩa một chút nha, chứ đừng có về mà rửa xe của người ta cho người ta để mình thu nhập cá nhân thì thấy nó hơi bị buồn á. Rồi à, vậy mình bơm đầy mấy ca này là mình đi nha, mình rút xe này để mình đi vô trong kia rồi tiếp tục mình đang hỗ trợ sao. Vô sâu được, anh vô sâu cho bà con. Rồi ok, bây giờ do ở đây á, là dẫn đường tụi em thì tụi em mới biết đường đi. Hỗ trợ cho chị tụi em. Cho mấy xe này vô sâu đi, để mấy xe lớn ở ngoài. Cho dẫn đi. Tại kêu bà con một chút là còn một xe container về đó. Còn xe container nước ngọt nữa. Phải nước sông xài nha. Rồi bây giờ cúp phá nước lại luôn đi, cái này là chỉ cung cấp nước ăn uống thôi, còn cái kia là nước là mình uống trực tiếp được nha con. Dạ. Đầy chưa, chiếc xe kéo đó đầy chưa? Không, chị an tâm đi, ấy là em cho ngắt đi liền. Tại vì bây giờ nếu mà mình đi vô được chỗ sâu sâu một tí thì cho bà con ở trong kia. Rồi một lát nữa em còn một chiếc xe xuống nữa thì cho đậu ở đây giống gì hết á. Thôi mình kết thúc ở đây các bạn, để lát nữa mình vô trong kia cái mình quay tiếp nha.